Kính chào quý vị, chương trình địa phương trên đường phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Hôm nay chương trình sẽ chuyển đến quý vị những ghi nhận từ huyện Châu Đức. Thưa quý vị, trong tiến trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu xóa đói giảm nghèo luôn được mỗi địa phương đặt lên hàng đầu, được chú trọng đặc biệt. Tại huyện Châu Đức, Đảng bộ chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách ở mọi lĩnh vực giữa các địa bàn. Các mục tiêu chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 vì vậy dần hiện thực hóa. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Nếm trải biết bao cơ cực hơn nửa đời người, nên những gì có được như ngày hôm nay đối với ông Đào Giang Sinh, người dân tộc Chơ Ro ở thôn Tân Châu, huyện Châu Đức là thành quả vô cùng quý giá. Quý giá trước hết là ở tình người, ở sự trợ giúp mà địa phương, cộng đồng dành cho gia đình ông. Được nhà nước hỗ trợ kéo điện, kéo nước sạch về sinh hoạt, các thành viên trong gia đình ông Sinh còn được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trợ giúp có ý nghĩa nhất là ông được hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, nâng thu nhập. Và đặc biệt năm 2018 vừa qua, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Được an cư với ngôi nhà mới, gia đình ông Đào Giang Sinh mới bắt đầu lạc nghiệp. Từ hai con dê giống nhà nước hỗ trợ, ông Sinh đang nỗ lực gây dựng thành đàn dê trong năm 2019 và 2020. Tích góp từ chăn nuôi, vợ chồng ông định mở tiệm tạp hóa kinh doanh trong thời gian tới, kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của chúng tôi hồi trước là cũng rất vất vả. Sự chăm lo của chính quyền địa phương, trước là thôn, tới xã, và tạo điều kiện cho chúng tôi để tiếp cận với, thứ nhất là cái nguồn vay của nhà nước, thứ hai là có nhà nước hỗ trợ. Trong năm vừa qua thì theo gia đình tôi cảm nhận thấy là đến giờ phút này thì cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn lãnh đạo địa phương cũng như xã, huyện, tỉnh. Xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay là phải giảm nghèo đa chiều. Các đối tượng hộ nghèo được tiếp sức thoát nghèo nhiều mặt, về y tế, giáo dục, điều kiện sinh hoạt thiết yếu, nhà ở. Tuy nhiên, hỗ trợ quan trọng nhất vẫn là trợ vốn. Có nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ nghèo càng tự tin, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, phù hợp với hoàn cảnh thực tế, càng có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình bà Võ Thị Phương Tâm thuộc diện hộ nghèo nhiều năm ở thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ. Gia đình bà Tâm không có đất sản xuất. Để giúp cho gia đình bà cải thiện sinh kế, chính quyền địa phương đã giúp bà Tâm vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 30 triệu đồng, đồng thời giới thiệu bà Tâm tham gia tổ may gia công của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Nghệ với thu nhập trên 3 triệu đồng một tháng. Hai người con trong gia đình bà Tâm cũng được giới thiệu việc làm với thu nhập khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Đầu tháng 11 năm 2019, gia đình bà Võ Thị Phương Tâm đã tự nguyện làm đơn xin rút ra khỏi danh sách hộ nghèo. Tôi cũng nhờ tới địa phương và tất cả mọi người bên xã, bên huyện cũng cho gạo, cơm hoặc là tiền điện này kia. Người ta cũng giúp cho đi bệnh viện, đi cái bảo hiểm. Vừa rồi đây tôi thấy gia đình cũng là con cái nó cũng bắt đầu lớn và đi phụ cho được một chút đỉnh. Thì tôi cũng nói thôi để thoát nghèo đi, để cho nhường lại cho những người khác. Hơn nữa mình cũng đỡ hơn một tí xíu. Là nằm trong điểm của khu công nghiệp. Nó trồng hoa cẩm tú không thôi, cẩm tú cầu á. Quy định từ xưa là một sao. Tất cả các ban ngành, các cấp từ xã xuống ấp thì cũng quan tâm, tức là giúp đỡ cho tôi coi như vậy cái hộ nghèo, rồi giúp đỡ là tạo cái nguồn vốn vay cho hộ nghèo cũng như là tạo những nguồn vốn vay để tôi nuôi bò rồi chăm sóc ngoài ra thì coi như vậy là tôi mướn thêm ruộng đất của người dân người ta ở đây cho đến thời gian này thì là con cái thì nó đã lớn rồi. Thì từ chỗ đó là giờ là các cháu nó cũng xây dựng gia đình và nó cũng làm ăn được rồi. Thì từ đó là tôi cảm thấy rằng
là đã đến lúc là tôi làm đơn tự nguyện. Đầu năm 2018 là tôi đã cùng thống nhất cùng với gia đình, đó là vợ con, là tôi làm một cái đơn lên trên ủy ban dân xã để cho tôi xin thoát nghèo. Thưa quý vị, có thể thấy là công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Bên cạnh đó thì huyện đã chú trọng gắn với việc triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện để những hộ nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Châu Đức đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đồng bộ. Chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, vùng khó khăn ngày càng được nâng cao và thoát nghèo bền vững. Năm 2019, số hộ nghèo cận nghèo của huyện Châu Đức giảm xuống chỉ còn 727 hộ, chiếm tỷ lệ 1,81%. So với tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo theo thống kê từ đầu năm là 3,42% với 1.288 hộ. Trong năm, huyện Châu Đức đã hỗ trợ 312 hộ nghèo cận nghèo vay trên 11 tỷ đồng cùng nhiều cây con giống để sản xuất kinh doanh, triển khai hàng chục dự án nuôi bò thịt, dê sinh sản, nuôi thỏ với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng. Huyện còn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 110 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, cấp miễn phí gần 11.400 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 9 tỷ đồng, hỗ trợ lắp điện nước sinh hoạt cho 136 hộ với mức đầu tư gần 1 tỷ đồng. Vấn đề ở đây là phải đảm bảo một cách nghèo bền vững và khách quan, dân chủ để đảm bảo sự công bằng trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, để không một hộ nào có cái tư tưởng chủ quan ỷ lại trong cái vấn đề giảm nghèo. Phải quan tâm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, phải sâu sát đến người dân xem nguyên nhân nào họ nghèo để chúng ta có chính sách phù hợp, để từ đó giúp cho những người nghèo có cái điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo. Đẩy mạnh triển khai các chính sách, chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, huyện Châu Đức xác định phải đảm bảo cho người nghèo thoát nghèo bền vững, và quan trọng nhất là khơi dậy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên thoát nghèo của chính người nghèo. Để giảm nghèo bền vững, bên cạnh những giải pháp đã được thực hiện hiệu quả, huyện Châu Đức đang tiếp tục tập trung vào 3 nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hỗ trợ hiệu quả người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin, phát triển hạ tầng các vùng khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Châu Đức cũng đang đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực giảm nghèo cho các vùng dân tộc thiểu số, gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, phát động sâu rộng hơn nữa phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình địa phương trên đường phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17 giờ 50 phút ngày mai với điểm đến là huyện Côn Đảo. Xin tạm biệt quý vị.